Okay, bạn. Sốt đầy bạn, sốt đầy ngày mập hay buồn cùng phe. Chăm pi pòn mập hay co chiết ngày. Bon cho chăm chân bạn. Sốt đầy bằng pòn từ ngày này. Nè đây là dùng tạm đan Facebook page robot MrLY. Hello, ni MrLY nè ang hal tak. Robot hong ka ICF. Hong ka ICF. Cứ chỉ ông ca cái hệ thống International Christian Fellowship cứ chỉ ông ca sống phong mê trái phiếp Christian on rạ chiết và ông ca đã chui bình đồng đà dụ chân ông ca này cứ bình đồng đà dụ chân cả vì miền áng hạ tất cả lãnh lên nâng cha vô riêng ý kì miền tì liên lên bà tè tì liên lên bà bò tỷ liên bà tốt hay kê miên rèp hìa Chris và hai thật Christian nâng và chẳng xong ổ cun lăng mình tên đó ổng ca nít để bắt đầu cả lãnh hồi club bắt đầu MrLY hạt dục là cô mò bất khẳng và chăng ngày nay chơi chân chân xong chuyên phô bóng phôn cắt chân không ai từng off tụi bây mình chơi chân có đòi chuyên phô bóng phôn off chuyên phô group đá club đá nên nia chuyên phô bóng phôn để bà co bà chi bà cam nên nia rồi tụ tiền miền ban rồi tụ tiền miền ban miền sọc kẹp lò hay chỉ biết xe chỉ phật vì cả chlong nơi virus mấy corona này và đồng bây chi viên virus này xong từng ọc ni bò rì phô bà hài trầm trâu chấm ăn chứ ăn hát bàn đồng bây miền sống phía mòn môn vì pro virus này vì chlong phía tràn tự căn nẹ đặc xoay người chlong chinh kê cư côn khu mây hay nâng mà nụ chá hay có slap lươn như thế cứ con không nên được trả đài từ nay mà nước pin ngầm lăng đài gặp phong tập pin hạt prang gặp phong tập pin nhâm pin ấy nấng cứ về mình nghe chlo này mình nghe mi này thay vì nơi thì chlo từ nay dừng phê bài bạn hiện đại sát nhà mà hào là o bạn chân cái lạnh cái sát này nó mới khơi cái lạnh kế là ăn hai tấc này thông trong thẻ mồi mai đó. Vậy mình đọc hàm mấy mát hay bây giờ mẹ hay được tăng bên đi cái này tôi nóng có hai giờ mà phải một ai sai sức mệt đấy hay giờ sai đấy bữa mình xám phạm sai sức con không ai phiên con không ai ở con dù sẽ đây phiên con không ai và dường mơ nẹ cái lá dường mà hai tắc nằm bay vô sửng tu tâm bất hai tắc lõ cứ vô là bươn và vô speed nhá vô là bươn này thì pro bây dương vậy bây dương dương ưu thọ thay dương prăng chùm nè chùm mũi tắc hay là về để dương mò vậy nơi càng cài admin tắc rèn xe chẳng bia là bươn nhưng trên lườn chẳng ai bàn thì dương mà hạt hai tắc ní dương phơ nơi ngày sọc nắng cứ sầm rập sầm rùa đó là sạch đông đúng không đại dương pra tràn về nơi ngày chăn nó ngày bỏ khóa nắng dương mà sầm rùa về là hôm nay này ngày này miền mệt chăng lõ và chăng dương mơ là sẽ cả một hiệp này cả vật hạt hạt tập bỏ cái là co ơi mà chào vân xuống đây đi chào vân đi chào vân bậc cốt nơi bây giờ ngày mùi ngày mùi khai pì để trong ngày sau á chào vân và trong ngày sau nắng vài cu pì mong bay từ này chắc là mong bay cầm thi lịch dòng whisky và
ពួកយើងហាត់មកហែលទឹកឲ្យច្រើនតិចយកល្បឿនណាហែលនឹងវាបានល្បឿនល្អបានទាំងល្បឿនជើងនិងល្បឿនដៃបាទអញ្ចឹងសូមផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនយុវជនយុវនារីទាំងឡាយដែលគិតថាស្រឡាញ់វិស័យបដាល់ចង់មានអាជីពជាអ្នកបដាល់អាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានបាទបាទតែអ្វីដែលយើងត្រូវការលះបង់គឺលះបង់5ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយលះបង់ពេលវេលាពី6ខែទៅ1ឆ្នាំទើបយើងរកបានចំណូលមកវិញយ៉ាងយូរបំផុត1ឆ្នាំយូរបំផុត1ឆ្នាំបើសិនជាយើងរៀនបរិញ្ញាបត្រយើងរៀន4ឆ្នាំយើងរៀនអនុបណ្ឌិតយើងថែម2ឆ្នាំទៀត6ឆ្នាំហើយយើងរៀនយកដុកទ័រយើងថែម2ទៅ3ឆ្នាំទៀតវា9ឆ្នាំអញ្ចឹង9ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំបានសញ្ញាបត្រដុកទ័រយើងរលុយបានប្រមាណក្នុងមួយខែតែបើសិនជាយើងអានេះខ្ញុំមិននិយាយទូទៅទេណាខ្ញុំនិយាយអំពីកីឡាបើសិនជាយើងពេញចិត្តនឹងកីឡាហ្នឹងហើយយើងមានកាយសម្បទាល្អចិត្តយើងស៊ូយើងត្រូវការកន្លែងហាត់ហើយក្រោយពីហាត់មកមានទីផ្សារវាយអាចរលុយបានអូខេតាក់ទងមកខ្ញុំមកក្លឹប MrLY នៅសៀមរាបបាទត្រូវការវិនិយោគពេលវេលា5ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ6ខែទៅ1ឆ្នាំក្រោយ1ឆ្នាំមកយើងអាចរកបានមិនក្រោម500ដុល្លារទេក្នុងមួយខែមិនក្រោមហ្នឹងឯងបាទមិនក្រោម500ដុល្លារក្នុងមួយខែបាទឬអាចលើសហ្នឹងទៀតបើសិនជាយើងជាមនុស្សដែលមានដុងបាទមានដុងក្នុងការវឹកហាត់ហើយយើងតស៊ូព្យាយាមយើងថែសុខភាពយើងបានល្អអត់មានលេងស្រីលេងស្រាអត់មានលបែងបាទសូម like និង share ឲ្យបងប្អូនយើងបានឃើញហើយយុវជនចំនួនក្រោយក្មេងៗដែលគាត់ចូលចិត្តវាយបាទចូលចិត្តវាយមិនវាយតាមវត្តទេចូលចិត្តវិស័យហ្នឹងមិនវាយតាមបនទេបាទសួស្តីរធីសួស្តីរធីនៅណាកងស៊ីហ្វាឆៃកងស៊ីហ្វាឆៃនេះរធីមួយទៀតនេះរធីមួយទៀតនោះកំពុងមើលថ្ងៃនេះយើងមាន5អ្នកមហាទឹក6ណាទៅ5ទៅញ៉ាំដល់6ជុំអើ6ជុំហើយបាទអូអ្នកណាចូលមើល like share ផងមក like ហើយ share ឲ្យគ្នាយើងឃើញមកនេះកន្លែងវឹកហាត់របស់កីឡាករក្លឹបបដាល់ MrLY ដែលមានគ្រូបង្វឹកហ៊ុនរធីនេះហ៊ុនរធីកំពុងមើលបាទ like share មកបាទហើយថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនផងហើយថ្ងៃហ្នឹងបើមានអ្នកចូលមើលវីដេអូនេះច្រើនហើយស្រឡាញ់វិស័យបដាល់ខ្ញុំចង់ជួបផ្ទាល់អ្នកដែលចង់មកហាត់នៅក្លឹប MrLY ណាជួបផ្ទាល់អូច្រើនណាស់ឆាតមកបាទហើយអត់មកជួបផងដឹងធ្វើម៉េចបាទតែមិននៅខេត្តឆ្ងាយឆាតមកផ្ញើរូបមកផ្ញើវត្តរូបមកបាទឲ្យខ្ញុំបានឃើញពីព្រោះយើងមកនៅជាមួយគ្នាបើយើងមិនស្គាល់យើងមិនអាចយកមកនៅក្នុងបន្ទប់មួយគ្នាបានទេបាទហើយមួយទៀតបើសិនជាអ្នកសៀមរាបគាត់មានផ្ទះមានសំបែងក៏មកហាត់បានដែរហាត់អាជីពប៉ុនសំខាន់មកជួបគ្នាបាទមកជួបគ្នាអូលីពួកយើងប្រឹងហៅទឹកមែនតើពីព្រោះលបឿនពេលវាយគឺសំខាន់ណាស់ហៅទឹកហ្នឹងណាកាលណាយើងហៅទឹកបានណាបានលឿនណាបានល្អពេលយើងឡើងទៅវាយគឺធូហ្មងចេញមកភ្លុចហ្មងទាំងតាត់ទាំងអីអញ្ចឹងពេលហែលទឹកនេះហើយអាងហែលទឹកនេះ
dương mình nghe miến này mình nghe cái lá co na miến lại ha tất cả xuống đây bong chơi cái sao bạn bong cái sao xuống đây bong sọc sờ bài công si pha chai cho nam chân nè mà chơi cái sao nè phần đào chấm non cha chơi chụp album này nom con trai hát phần đào nhom phong bong cái sao ba khởi con trai nhom tập bò ấy chơi này nom phong bong ở kia miền bắc thì sao thèm tiệt bay quá máy còn chơi lại cho con bảy đang buồn đó thầy nè hạt tượng này thom à bong sao miền con sơ na lo nhận đáp rắm trong hạt nước club nhom này nom phong bong nè sim riệp của ba nè sim riệp bờ miền tây hà nội hay nâng ra từ sầu mà chơi hạt mà hello how are you brother I want to train with you I want to trying with you too bong chang vậy tha bong chang hát cho mọi nhom mẹ này bong chang xả là bong cho mọi nhom vì sao ông lệ nâng cái bộ bài tha bong chang chang xả là bong cho mọi nhom thật thế bong chang vậy tha chang hát đây chang bởi nhóm tha trong giả ca bọn mình con sơ ấy được nè là trong hạt ấy ná ai tên nè nhóm ban hay bọn ai chui này nóm con sơ nhóm phong để con sơ nhóm chênh được vay mà đồng bọn bạn hay tập ni mở tới cuối trong hai là và hay nơi thằng lớn đi cả là anh kia lên nâng cha mà địch càng cái thơ và nhóm thợ lên mà đong ấy và nhóm thợ lên đo là trong người ta không bằng prime vật hạt tăng học này ba tầm bất kể là có bờ hạt ban pram mau không bằng ngày đôi nhóm vậy mình chân trầm bờ mũi khai từ mình năm rồi lui ban mà khai mình cái ông pram đồ lạ pram rồi đồ lạ đấy ba hay dân riêng chọc bà ở nhà bắt hay bớt sân chỉ dương mình sơ chọn riêng tiết làm sơ chọn riêng tiết hay tập răng riêng tại nhà bắt cho tại nhà bắt hay còn mình đang thư ca ai ban pram rồi là đây và nhâm vậy chấm phu tình nè chọn chọn hát và trả lên nè nè để chọn ban là chip nâng nghe thở vị này dốc pê về lia pram mong nông một ngày vị này dốc pê vào mũi khai tới một chín năm bạn rừng tiếp xa vay nơi sọc mai lỡ ọt bộ bãi ọt bộ bãi chắp cú ấy xong khăn phơ khuôn ai là ọt phơ khuôn ai ngồi khăng nó ông ca ICF ổn nó ông ca ICF nó ông ca ICF nơi xìm riệp nơi cơ át bọc mà đông lời của vạt cọng bạn cứ ông ca nâng kế bán chui club đá MrLY không ca ai cái là có mà hai vật hạt hai tật bà admin group kia màu ba này mà cái này nâng cái miền màu bạc màu bật bọc kề nữa bà cứ chia về hia hia Christian bà ông bọn cho mơ xe mũi mà bà ông bọn sát tô xe mũi mà rô nẹ đè miền chật đôi cho vân ý quật thôi cả nơi thầy quật tẹt tông trong mà hạt ở cho vân mau ban bàn khai bay khai này vay ban pram bùm mùi bùm cua đấy vay nơi này ở đại trai nhé li cho vân bàn ở lớn ní quật chọc chùm mùi bài duẩn hơi chùm mùi nâng phiên ăn tiệt bạn để xa quật hạt men hạt và lê và lâu tôi vay vô tôi lùi club ấy ở đây cứ quật hạt hát mình tên, bằng hát mình tên, hát mà ngay mà anh mong hát, bà hát bị bật mong một bấy, hát là mong đọc cả lá, mình đọc ở trên bà mọc bê là nghĩa, mong bị cả lá rốt, hát là mong bà mùi là nghĩa, xin ra ai mình thưa ca nghĩa gì hát được không hát sốt nè bà có dân thơ xin ra, dân thơ nhằm bòm bòm nó vinh bà tiền ta hát hay tiền cầm lăng tụi hay hát ta bay khai là lời ban vay buồn thèm một cút hay ban vay mùi bọt thông thông tiền hay miền sự khâm hay lời nâng miền mà nhà rõm miền sự khâm chi nạch trà nâng hay vô tham bệnh miền sự khâm nâng có nông là chip nâng miền mà
ហើយគិតថាដើម្បីឲ្យអាជីពនឹងវង្គងវងរលួយបានច្រើនហើយបានរយៈពេលយូរអង្វែងយើងត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះគឺខំតាំងចិត្តហាត់ខំស៊ូអត់ស្មូតដើរទៅមុខខំប្រឹងលួយរោបានមកធ្វើអីខ្លះគឺកំពុងសំភារសំខាន់ផងលុយរបស់បានមកទុកទាំងអស់បាទយកមកគឺថាយើងត្រូវចាំបាច់ប្រើការក៏ប្រើការខ្លះយកទុកខ្លះហ្នឹងតែសំខាន់ជាងគេក្នុងការធ្វើឲ្យអាជីពហ្នឹងវាបានយូរអង្វែងបងចង់ស្ដាប់តែយើងយល់ប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យអាជីពយើងបានយូរអង្វែងគឺខំតាំងចិត្តហាត់ក៏ហើយខំពេលវាយខំធ្វើឲ្យល្អហើយពេល5ដងខាងយើងក៏ដើរលេងញ៉ៃញ៉ៃច្រើន2ដងខំផឹកស្រាជាបរិយលេងស្រីច្រើនគឺលេងស្រីតិចតិចបានតិចអត់បានគឺហៅលេងមកតែគឺស្រាបរិយហាំប៉ះពាល់អូយើងទៅគេតាមមកល្អទេបាទប៊ុំប៊ុំអូខេនិយាយទៅថែខ្លួនណាបាទថែខ្លួនឲ្យល្អមើលនិយាយទៅមើលថែខ្លួនត្រៀមខ្លួនវាយរហូតបាទអូខេត្រឹមត្រូវហើយហាត់ទៀងទាត់ឲ្យថែខ្លួនឲ្យល្អបាទហើយគិតថាបើសិនជាយើងធ្វើល្អអញ្ចឹងគិតថាអាចបានវាយអន្តរជាតិឆាប់ឆាប់ឯងគិតថាអាចបងបាទឥឡូវយើងគិតថាកីឡាករខ្មែរដែលយើងប៉ងនឹងផ្ដួលហើយគេនឹងចាប់អារម្មណ៍យើងវាយអន្តរជាតិណាប៉ងផ្ដួលមួយណាជាការតាំងចិត្តរបស់យើងអត់ទាន់ដឹងដែរបងអត់ទាន់ដឹងទេបាទអូខេទោះបីជាយើងនិយាយទៅបីយើងនិយាយក៏មិនខុសដែរនេះគឺជាគោលដៅណាបាទបាទយើងចង់ឲ្យម្នាក់ម្នាក់មានគោលដៅខ្ញុំចង់ឲ្យកីឡាករយើងទាំងអស់តោះតោះទៅទៅចង់ឲ្យកីឡាករទាំងអស់ប្រៀបធៀបសមត្ថភាពយើងហើយនឹងប៉ងផ្ដួលកីឡាករណាមួយដែលលំដាប់ពិភពលោកធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំហើយអាចបង្កើនកម្លាំងសន្ទុះនៃការហាត់តទៅទៀតបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចជួយ share ទៅវីដេអូហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការហាត់ជាមួយក្លឹប MrLY លោក MrLY មានតំណែងល្អជាមួយនឹងកូនសិស្សបាទកូនសិស្សយើងហាត់មានវិន័យល្អហើយអ្នកដែលមកទីនេះតតែឆ្លងកាត់ការសម្ភាសជាមួយខ្ញុំដែរបាទឆ្លងកាត់ការសម្ភាសមើលចរិតលក្ខណៈបានឲ្យមកបាទបើសិនជាចរិតលក្ខណៈមើលទៅមិនទាន់ថាឲ្យមកនៅជាមួយទេគឺឲ្យនៅក្រៅហើយឲ្យតែមកហាត់សិនបាទតតែស្គាល់ចិត្តគ្នាខ្លះហើយបានធានឲ្យមកនៅជាមួយបាទអញ្ចឹងការហាត់ទឹកហ្នឹងនិយាយឡើងវិញហ្នឹងគឺយកសន្ទុះហើយយកល្បឿនបើយើងអត់បានហាត់ទឹកទេយើងហាត់យកសន្ទុះគឺយើងប្រើកៅស៊ូប្រើកៅស៊ូយឺតនៅក្លឹបយើងក៏មានហាត់ជាមួយកស៊ូយឺតដែរបាទតោងវាយបើស័កតោងច្រានចេញហើយនឹងមានឧបករណ៍លេងសាច់ដុំខ្លះដើម្បីឲ្យកើនកម្លាំងដើម្បីវាយទៅឲ្យវាខ្លាំងបាទទេសភាពស្អាតណាស់នៅនេះអាគីគីធំណាស់យើងហែលប្រហែលជុំអី12ហ្នឹង2ដងទៅ2ដងទៅ1ទៅ16ជុំហើយពួកយើងធ្វើបានទាំងអស់អត់មានណាកិច្ចវាហាត់មានណាប្រឡំទេពួកយើងទៅបាន8មកណាអូខេយើងថ្ងៃហ្នឹងយើងដូចថាហែលទឹកហ្នឹងស្រួលសរសៃសាច់ដុំដែរមើលលីសុខាមកនេះមើលសម្ភារតិចបាទលីសខានេះធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ក្រុមរៀបចំថ្នាលដោយសារគាត់វាយឈ្នះលីនីមុលបាទលីនីមុលនេះតាមលើគឺជាជើងខ្លាំងលំដាប់មួយដែរនៅក្នុងគីឡូ51បាទហើយលីសខាគាត់មកពីខេត្ត
đụi mình miên nè na scol phong tại quật thơ ban lọ mơ sập khang nghiệm mà này đi mà yeah à lấy cái lô má nè hạ buôn là dân vay dân tụi mồm dân vay tới dân tụi rõ tới dân ai vay nông cái lô hàm mùi nè đời xa dân thơm mây đây dân thơm mây đây dân ba cái lô hàm mùi cứ chia pê về lìa nông ca đọ bọt vì sao ấy lý dục hai anh cứ tha à chip bà đá lấy nhân mạch đà cà rào bì mà nơi này dù nữ bàn bà mùi khai nè mà bì nà mà bì cái nó sọc ấy phùm phùm chạy chốc chạy chốc phùm chạy chốc sọc bà rây chô xa khai tật kèo sọc bộ rây chô là xa khai tật kèo bàn mà tớ bà mùi khai vay mà màn đoàn đi chụp ram đoàn này bà dân rộp sẽ tệ tui vay tam phùm tam co bà dân vay tha pram dong cho hay miên thể tệ đại trà nhỉ nè bà ly dục hà ní nâng ly cho vân ní đôi khi nè đại trà nhỉ bà hay ca vật hạt ní ngon ngay nâng phơi chẳng mấy cái nào ngay nâng à lấy bông xua sầm nua mũi tiết đôi sầm nua cho vân chăng xua cho vân chăng à chip này để dương chậm làm vô chia chip này vào đá này dương cứ tha viên đừng thất thế thầm lặng luôn dương thất thế mà hai hai đây mình dương cứ tha viên đừng thất thế hơi ai bắt to từ một tiệt bàn để xài ta không từ lang thang nữa rồi giang đang ở bóng bóng với không từ lang không hát hay đăng tha kéo bị khom hát thử thử luôn mà tiệt đầm bay ao dương bờ to vay là hốt đo tài khăng mình tên là đập cung pool mong người sụp không ai khom hát hay thay sụp cục phim mà ở ngay thử mấy khăng đang thay sụp cục phim cung cây dục trâu bay hay đang sau đà lệ mà mong mà anh chưa kiện mong đọc tiếng cho kiện hay nhẹ mong mà nhẹ mong của môi ai kiện ngay đây ngày ngày khác cái ngày ọt à lỡ tới mùi khai nè mùi khai dân vay ban pram đòn hai lần ní sự mà tập hiệp dân nắng từ ban kia cao từ xã rồi bị dân ban lang từ vay nơi thân nào à lỡ bậc kết tha lực rồi nắng chụp chụp mùi nắng đại cụ để khăng đôi chia tan mình hong miên sniet ấy ai có đôi tan mình hong mà này và toàn đang đá cho mọi đo nắng thân mà ai vô tha sự mà tập hiệp tan mình hong lục đập nà đây khinh khinh con vay cho mình khinh tam không vay chỉ môi long bôn sầm nàng hay vô tha bờ dương chỉ long bôn sầm nàng nâng dương ai có đua tam mình không ba này mà ở toàn đang cho mơ lang đó nông sơn ở toàn hiền đại ở toàn hiền tha ở toàn hiền tha này và ok sau từ cái lá có ở hiền uột tưởng o uất khla về mình khoi ấy, ok uất khla cả về mình khoi ấy mà đài, tại vì vì chia ở đây để dân vậy nó cứ vậy tranh bị chết bao dân, cứ dân cất chân dân vậy chân và cứ tháp à lấy bờ sọc hai anh mơ video để hai anh vay một kề, hai mơ video để tan mình không vay gì một kề, cứ tháp tan mình không kề là oi. Thông đa, anh miền thời như thế. Ồ, anh mình không thông đa này. Bởi xin chỉ dưỡng có ai thưa bàn chẳng đây này. Bà. Bà. Ok. Chẳng có thà xin tu đè khuyên tan mình không vay nâng có thà thông đa tê. Bà. Bà. Ok, anh nâng cố chết tu sản áp to luôn rồi bỏ. Còn. Bà xong khâm thà còn. Chú bà lớn này bà dân prăng hạt to từ tiết này nằm bơi ở khăn lửa đá ấm này tại dân hạt mà dân đằng này không hạt hay dân chết phải hạt luôn ai thì chui chân mình ban mơ tha thương mấy bà ở lãng lươn dân đằng này vừa quay ban khăn dân đằng lửa bây dân đằng mình đã kết đấy kết là không hạt thời gian bà
Ok, ổ con chân, ta chừng hai tập tiết á. Và ngày này tiết bê với lia dùm phía. Cái lá co, sắp ta cái lá co để su, su rô nâu khăn club của MrLY á. Đôi chìa rật thi, và lì rật thi ní. Lì rật thi còn vài bàn rộp tơ tha đọc rám ấy, chiêng đọc ấy. Rồi thả đập rám cho, lệ chùm nguồn cốt đó. Và đập rám bởi cốt đây. Nhưng tao chống nó mấy cốt bắt đấy. Nhưng phải rồi ấy. Mà xong phía, lì ra thi đi mà. Chạm tí kia chạm hai tật. Mà mà, ngựa ngựa mời, ở khinh một tí mà. Và ra thi vậy, nơi bà dọn là tất ní. Bạn score đây cú nữ. Cơ là bỏ. Mình khơi video con vậy vậy. Ở đây khơi như này. Bà này nó không Facebook. Phê nhóm post ở mình là chào lời tập đấy. Ở đây score cái là con năng. Có đây khơi video con vậy chứ. Rồi bà cô hôm nay bạn mơ cái là này bạn mơ vậy phải không? Lăng đó cứ vậy mong này. Ở đây mơ. Bà. Lần này nó chọn xua chùm nạp ở rộng rồi thì anh đầm bây ôi dương dương là lần nó khai chìa xua xua bong kê bằng ói nè và tòa bị cừu thôn rồi thì màu chùm nạp ở rộng rồi thì anh đầm bây ôi ca bà đô bà đà xưa ôn bà ôn bà dương hay nàng ca đi chùm rãn bà club MrLY hay nàng ca đi chùm rãn này bà đà là Kun Khmer này miên ca dần đông bô dàng mách đó nè bà đà là hay chọn ôi kê mò hát nơi dương đầm bây từ tù ban là tập hò là ô dương nâng Minka min mate yang mikla. A miniature and a woman meant a cato so and then chia yim. I don't mean cato so chia yim there. So I get one by one. Net sim rib. Bah, I'll call. Net sim rib na del cot cut ha. No, hi, hat. Net sim rib na you chun you and a read, I'll cho chat padal. Hãy ai to su rum ru cho mùi và đá bán không dạ phê và mùi khai tư mình làm của lỡ dân miên cru và đá là chip đôi chỉ thôn được thi nít nè tôi có hai thật thay được thi nè con ăn men chìa cru sẽ là bãi mà bà con chỉ cru và đá là chip mà cru và đá là chip dân khơi nó phê để con bằng hát cứ con sơ tranh vãi miên là tập hò bằng hát cứ trầm trơ tam có buôn vầy bà men bằng hát đầm bay ơi bay lơ YouTube ấy men bằng hát ở với khơi vầy xa đây nè bằng hát ở vầy xa là bay lơ YouTube nâng phía chở nâng ai thọt con bàn bà thọt con thọt vì tổ bàn đây tập bờ vầy mình tên hát miên là tập hò lên bà chân dưng mơ nhầm xong từ xa club tầng lai đè clang clang nơi Phnom Penh đôi chỉ club của Sung Ca với chiếc buồn đập môi ở lâu miên club nghệ kỷ trạng tầm mốc club khu son elite club khu bệnh dập hàn ấy bà club kê tranh côn sơ mau cư lò lò bạn hai đây mà bị kia chém mà nên cái hai thả chip A chip bật đá lên lơ sang viên và chẳng club dương tranh mau con sơ sri khói khói ní tăng vì ly rật thi ly cho văn ly sọc khan ly bun hua và ly sọc văn ập hùng là ngài lấy dương miên ly phút hay công cru xa club cru lùi vị bò mới tiết và sất tài chia nẹ bật đá là chip để mò bằng hạt và cô bay màn chôm hả đập vào mũi tơ mau đập vào mũi à lỡ dương dương khơi tiệt bay cho lại bay hả ở đây bay cho phèm tí đậm tí tiệt mà bà mò bay cho thích bay cho là ngay trên bay cho thích là ngay dương hạt tăng chất luôn anh hạt ỏi lơ môn tịnh tịnh hai em tịnh tịnh mà và là ngày hạt vay cho
រោស្នៀតប្រយុទ្ធខ្លួនឯងបាទអ្នកបណ្ដាលដែលល្បីគឺមិនមែនអ្នកបណ្ដាល copy ពីគេទេអ្នកបណ្ដាលដែលបង្កើតស្នៀតបណ្ដាលខ្លួនឯងបាទស្នៀតល្បីរបស់កីឡាករជំនាន់មុនបើយើងយកមកហាត់តាមគឺក៏យើងវាយមិនឈ្នះគេដែរពីណាក៏ហាត់ក្បាច់នឹងតាមដែរកីឡាករដែលល្បីគឺកីឡាករដែលបង្កើតស្នៀតប្រយុទ្ធខ្លួនឯងហើយវាយឲ្យល្បីអានោះគេស្គាល់យើងច្បាស់ដូចអ្នកចម្រៀងអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍អ្នកចម្រៀងណាច្រៀងដូចសិនស៊ីសមុទ្រគឺមិនល្បីទេណាច្រៀងដូចព្រៀបសវត្តក៏មិនល្បីដែរពីព្រោះគេល្បីហើយឯងគេមិនដែលមកសម្ភាសព្រៀបសវត្តទី2ឯងគេមិនដែលយកលុយទៅឲ្យព្រៀបសវត្តទី2ឯងនៅពេលដែលព្រៀបសវត្តទី1នៅរស់អ្នកបដាលអញ្ចឹងដែរយើងវាយដូចអ្នកបដាលលំដាប់ពិភពលោកណាមួយគេមិនដែលមកឲ្យលុយយើងឯងគេមិនដែលហៅយើងចូលទៅធ្វើជា idol របស់គេទេបាទយើងចង់ល្បីយើងត្រូវតែបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឯងយើងត្រូវតែបង្កើតអ្វីដែលថ្មីដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃគេឃើញគេស្ងើចទៅសារបាទហើយចក្ខុវិស័យមួយទៀតរបស់ខ្ញុំគឺអ្នកបដាលមួយមួយត្រូវតែចិញ្ចឹមចិត្តបាទចិញ្ចឹមចិត្តតស៊ូបាទបាទនេះគឺលីសុខាបាទហើយខាងក្រោយនេះគឺលីភុតមកបានយូរប៉ុណ្ណាឯនេះមកពីបាន4អាទិត្យ4អាទិត្យឯមួយខែណា5អាទិត្យទៅនេះបាទមែន5 6អាទិត្យហ្នឹងសង្វៀនធនាលគាត់ចាប់ឲ្យវាយថ្ងៃ30នេះបាទអញ្ចឹងចង់មើលថានេះជាសិស្សថ្មីរបស់គ្រូធនរទ្ធីសុតសាទឯងបាទសិស្សថ្មីសុតសាទឯងអត់ដែរវាយនៅណាសំបីតែម្ដងគីឡូ69តែគាត់វាយ63កន្លះក៏បានដែរបាទគឺការតស៊ូនិងការធ្វើគីឡូគាត់វាយ69លើកនេះហើយគាត់នឹងចាប់គូឲ្យវាយ63កន្លះចាប់ដើមវាយ63កន្លះវាយគីឡូធំពេកវាពិបាករកគូវាយរកគូថ្មីវាយហ่ะបាទអញ្ចឹងយើងវាយ63កន្លះហើយមួយនេះគឺវិបុលសារឿនវិបុលសារឿនវាយគីឡូ60កូនសិស្សលោកគ្រូលុយវិបុលនៅក្លឹបទលេសាប់វិបុលគុណខ្មែរបាទអ្នកស្រុកអីស្រុករំដួលស្រុករំដួលអូឥឡូវនិយាយពីភូមិវិញភូមិបាក្រុងឃុំស្វាយជែកស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀងភូមិបាក្រុងឃុំស្វាយជែកស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀងអ្នកខេត្តស្វាយរៀងចូលក្នុងเพจរបស់ MrLY Share មួយបាទដើម្បីឲ្យអ្នកយើងបានឃើញថាអ្នកស្វាយរៀងមានម្នាក់មកដល់សៀមរាបហើយគាត់តស៊ូបាទមកនៅមួយគ្រូបុលប្រហែលខែហើយ2ខែជាងយ៉ាងគឺ2ខែជាងហ្នឹងហើយថ្ងៃមុនដាក់ឲ្យវាយតាមភូមិម្ដងដែរតែមិនទាន់ល្អធ្វើមិនទាន់បានល្អឥឡូវវឹកហាត់នៅក្លឹបទលេសាបហ្នឹងរាល់យប់ចាប់ពីម៉ោង5រហូតដល់ម៉ោង8 9យប់ហើយមកហាត់យកសន្ទុះហើយនឹងកម្លាំងនៅក្លឹប MrLY នេះបាទពីព្រោះយើងមានអ្នកធំធំហើយឡាំជាមួយបាទកន្លែងនេះស្អាតណាស់រៀងរាល់ថ្ងៃសុខរៀងរាល់ថ្ងៃសុខយើងមកហែលទឹកហើយអរគុណម្ដងទៀតដល់អ្នកឧបត្ថម្ភគឺក្រុម ICF បាទគឺជាវិហារ Christian ICF នៅខេត្តសៀមរាបយើងហ្នឹងបាទអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលចូលមើលហើយលើកទឹកចិត្តហើយសូមផ្ញើសារចុងក្រោយមុននឹងខ្ញុំបិទ live ហ្នឹងគឺដល់អ្នកសៀមរាបនៅចិត្តក្លឹប MrLY អាចមកសាកសួរបើសិនជាចង់ហាត់អាជីពហើយបើអ្នកខេត្តផ្សេងផ្សេងសូមផ្ញើប្រវត្តិរូបមកមុននឹងមកផ្ញើប្រវត្តិរូបឲ្យមើលមកបាទបើសិនជាខ្ញុំឃើញថាអាចទទួលបានទទួលឲ្យស្នាក់នៅឲ្យញ៉ាំឲ្យហាត់នៅក្លឹប MrLY បាទ
chú share video này ơi nè chạp cu nó tam po khơi không mà club MrLY miền bằng hạt nè bằng đá à chip miền cù à chip hai bàn và chân nó là đầy nó lơ po bài yon thanal hay tít tít phiền ăn hay bằng phôn bàn khơi bị sạc đà nó pull cái là bao dương và ok bằng phôn ngóc nè ngày nay thiết đặt cao lo và lừa cục con thử ở video lại nên làm ba chạy mong bà chẳng và tại bên ta tích lôi ok thì tiết dương tập lọc từ tè vánh hay ọp ọ sát tô bọn chú chân chân mà xa tiết hay xong sai vì cam tích theo bì trời ca sơ hạt chip sơ nẹ phần đá môn môn có khuyên trời ca đây và sân chỉ miên nẹ phần đá lo lo trong màu vay ở club MrLY ai tẹo tô một bàn hay nâng club MrLY miên lụa gong miên lụa bảo xa miên lụa khao và đá chui con trô tinh khao và đá lẹ mà nẹ mùi con trô MrLY trong thơ nẹ phần đá là chip ở bàn bắp tơ mà phay nè nó không chỉ nằm phi quan mà phay nâng bảo ban mà phay nè tranh vai ping ping rất là lo bà dương miên search bong dương miên crew dương miên crom cang nghe sắt tai chi nè đại ban chấm nai pe với lê chấm mui nâng MrLY rob chân nắm ấy bà sắt tai yol chặt nè ai thơ ca chấm mui nè ban smart trăng chấm mui nè bà cầm tháp pi quan nó phay dương nâng khơi say đại play hơi đại khơi chơi chỉ muốn sát na lực rồi bà học con chơn mau pi ngày nâng viên thay lọ ngày lọ bẹ bên ta hơi viên tê sụp chìm nơi hàng cầu nè cái nhé background này viên sát tình trạng tới dương live video ban đầu sát lại ba đã tới với nhà bố dương miền phía dưới mở ở đây là ngày hay tranh tranh bình đi dương từ ở từ club vinh hãy chăm từ nhằm cực tiêu lao bà phục vụ nhóm và nói cực tiêu là ăn nói cực tiêu lao tên cả ốp thông như nách bạn mà hô bà ha mô bà ha cực bê là bạn qua con trô bị hàng nói tan bạn thơ ở club bắt đầu dương chơi từ mục mình khoác khát cá nhâm mình khoác khát cả lại nơi bạn ông ôn nẹt với club bắt đầu đang ấy bởi sân chỉ dương với club bắt đầu tại mà mục admin say mà tụt té của bà đây và xuống đây bông rì rì ngày mà phải buồn ngày chơi nam chân và ok nè cắt smile cắt cà nè nè sát đó bà chẳng nhỏ toàn bật lái nhóm ai bóng phôn bàn khơi thì sẽ phiếp khá nhóm chẳng hát đây bàn ớt lực rù bà mà chụp cái này mà mà chụp màu nè nè bánh tật smile ôi nhóm nóm tơ mơ là nom từ đa mơ cầm san cả lại kê đi tiết lại chặt má ư miên công tỉnh nơ miên ăn hạt tắc bạn chỉ bị xe thật tiện nơ miên cả lại nhầm rót tắc lõ mà nhầm rót tắc ní và dương tư và liên hóa dương khơi nhìn bên tay này ní kia miên này nhé và em ơi chấm rót tất sốc cập hiệp hả đi xa đòi ăn cơm thay và chấm nhầm từ tiện ba lục rù lôi với bol xuống đây mà lục rù lôi với bol club tập lễ xa với bol con khmer nơi prekui lục rù lôi với bol này có chấm nai
tang cầm lăng chầm nai tang phê về lia chầm nai tang thả bị ca khôn ai mở ca club bà chẳng admin rầm băng ấy cua cà pì rô con sơ lo lo mà vay đầm bay ở miền kia chưa đào cù đây mà lấy giống đó này ta học con chân ăn phần ăn ngay nè chỗ bạc lan tới với nhá học con xin tiếp liền bye bye.